Có rất là nhiều người hỏi tôi và biết tôi đã từng ủng hộ thầy Thích Minh Tuệ. Cho nên hỏi tôi là quan điểm của tôi như thế nào khi có người bên thầy Thích Minh Tuệ. Thì quan điểm của tôi rất là rõ ràng. Thầy Minh Tuệ là một người tu hành tứ đại giai không. Thật sự là tứ đại giai không anh chị. Không có một cái gì, không tiền tài, không vật chất, không của cải. Cho nên đối với tôi, từ trước tới giờ, tôi vẫn coi thầy Thích Minh Tuệ là một bậc chân tu. Còn nếu như mà ai bêm thầy Thích Minh Tuệ trên cộng đồng mạng xã hội, thì tôi vẫn đứng nghiêng về thầy Thích Minh Tuệ. Còn sự việc bây giờ chưa rõ ràng, thì xin phép anh chị, tôi chưa nói. Nếu như sự việc rõ ràng, nó ngã ngũ như thế nào, thì tôi sẽ lên nói. Nếu như cái sự việc đó được đưa lên trên cộng đồng mạng, vì tôi nghĩ rằng một người như thầy Thích Minh Tuệ không sử dụng bất kỳ một công cụ nào của gọi là truyền thông, mà người ta bêm thầy Thích Minh Tuệ, thì tôi là một người có sử dụng mạng truyền thông, tôi lấy lại và nói lại cái sự công bằng cho ngài Thích Minh Tuệ thôi. Còn cái vấn đề mà tu cho ai, tu cho chính bản thân mình, tôi nghĩ đó là sai. Tại vì nếu như trước đây á, chúng ta quay về lại ngược lịch sử, thì thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài ấy đã đắc đạo và truyền bá đạo pháp của mình cho những đệ tử của mình. Và những đệ tử của mình đã truyền bá đạo lại đến ngày hôm nay, thì chúng ta mới có một nền tảng Phật giáo rộng lớn và mạnh mẽ như thế này. Vậy thì có những người hỏi là Phật giáo là gì? Hoặc là theo đạo Phật là gì? Hoặc là đạo Phật là gì? Theo đạo Phật có lợi ích gì? Với tôi nghĩ đạo Phật là một chân lý. Và cái câu nói này thầy Thích Pháp Hòa cũng đã nói rất là nhiều. Chúng ta theo đạo Phật là chúng ta theo chân lý, chúng ta tìm tới một cái chân lý đúng đắn và sống đúng, sống vui, sống khỏe, sống lành mạnh, sống đùm bọc để yêu thương mọi người hơn, sống không tranh giành, không cầu lợi, không hại, không tổn thương ai. Nhưng nếu như có người gây hại đến một bậc chân tu như vậy, thì tôi sẽ lên tiếng. Đây không phải là ngài ấy tu cho chính bản thân ngài ấy, mà là tất cả những người đang tu hành nên dựa vào đó, hãy nhìn vào đó. Đã dứt cuộc đời bụi trần để đi tu thì nên phải làm như vậy, chứ không phải đi tu mà còn tham sân si, thì đó chưa đạt được cái chánh quả. Mà đã không đạt được thì đừng nên sân si với người khác. Chúng ta nói một khía cạnh, làm thiện có phước cho ai, cái đó là đúng. Chúng ta làm thiện, ai làm thiện thì phước cho người đó. Còn tu, nếu như được đắc quả thì có phước cho cả nhân loại, chứ không phải riêng cho người tu. Thì chúng ta thấy đó, Đức Phật Thích Ca tu hành đắc đạo, đó là một cái phước của muôn dân, của ba tánh. Nếu người nào hiểu vào đạo Phật, thấu hiểu đạo Phật, thì người đó sẽ cảm nhận là Đức Phật tu cho ba tánh. Những cái gì ngài ấy tu, những cái gì mà ngài ấy biết, những cái gì mà ngài ấy có, ba tánh đều hưởng hết, chứ không phải ngài ấy hưởng. Đây là lời nói của tôi qua video này. Còn mọi chuyện hãy chờ rõ ràng và minh bạch đi ha. Còn bây giờ thì nó chưa có rõ ràng minh bạch, nó vẫn lập lờ lập lững, thì tôi chưa muốn cầm đèn chạy trước ô tô. Cảm ơn anh chị đã xem video clip này.